Kính chào tất cả quý khách hàng và bên cạnh Văn Hội, một dòng siêu phẩm của phân khúc hạng D Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng review chi tiết một chiếc màu đỏ, một trong những màu hiếm, độc, lạ cũng như là màu cực kỳ là tuyệt vời của chiếc Camry. Và cụ thể hình ảnh chi tiết của màu đỏ sẽ là như thế nào, tổng giá bán, chương trình khuyến mại cho Camry mới nhất trong tháng 11 cũng như là cái dịp đón Tết năm 2021 sẽ là như thế nào. Kính mời quý khách hàng hãy cùng theo dõi clip cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối Camry với hai phiên bản. Ở phiên bản 2.0 thì có giá niêm yết từ 1.029.000.000 đồng. Trong khi đó người Anh cả phiên bản 2.5 có giá niêm yết từ 1.235.000.000 đồng. Và chắc chắn rồi, màu đỏ cũng sẽ từ 1.235.000.000 đồng. Vậy thì cái thiết kế của màu đỏ sẽ là như thế nào đúng không? Anh chị có thể nhìn thấy ngay được, ở màu đỏ của Camry nhá, Văn Hội đánh giá rất cao. Vì sao? Nó không phải là đỏ quá tươi, quá chói, mà đỏ nó hơi sậm màu xuống một chút, hay chúng ta còn gọi là đỏ mận đấy ạ. Trông rất lịch lãm, khỏe xe. Đặc biệt nhất những anh chị mà mệnh hỏa chắc chắn là hợp màu đỏ rồi. Những anh chị mệnh thổ, hỏa sinh thổ mà, lại càng hợp hơn nữa. Cùng với đó thì màu đỏ thì cũng sẽ tôn lên được cái nổi bật của cái cụm đèn bi LED kết hợp với giải đèn LED ban ngày. Ở phiên bản 2.5Q thì chúng ta có đến 3 giải đèn LED. Ngoài ra xe còn trang bị thêm một cụm đèn LED cho hệ thống đèn sương mù kết hợp với cảm biến cảnh báo va chạm trước. Ngoài ra thì sao? Khi mà ở cái màu đỏ này nhá, nhà sản xuất còn sơn cái nền đen của mặt ca lăng phía trước, tôn lên cái vẻ nổi bật của chiếc logo Toyota, cực kỳ là nổi bật. Ngoài ra trên nắp capo với các đường gân dập nổi, trông cực kỳ là thể thao. Anh máy quay sẽ tiến chi tiết hơn để chúng ta có thể nhìn thấy tổng khối của chiếc xe này. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết ở đây. Đây là cái cụm đèn, đây là tổng quan cái cụm đèn nhá. Hệ thống đèn cả pha lẫn đèn cốt đều được kết hợp trong một cái bóng bi LED này. Một cái giải sáng rất bám đường kết hợp với giải đèn LED ban ngày. Đèn LED ban ngày nhìn rất sang luôn. Và hệ thống đèn xi nhan đây. Ok, hệ thống cảm biến cảnh báo va chạm trước còn được hiển thị luôn trên một màn hình tiếp thị ở phía trong. Và hệ thống đèn sương mù công nghệ LED cho khả năng bám đường cực rõ. Rồi chúng ta ngắm nhìn lại tổng khối hình ảnh đầu xe của chiếc Camry màu đỏ năm 2020. Không chỉ màu đỏ đâu mà anh chị còn có thêm cái lựa chọn như là màu đen, màu trắng hoặc là màu nâu. Còn ở phần phía sườn xe sẽ là như thế nào? Hãy di chuyển cùng Văn Hội ngay bây giờ. Rồi, hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên cạnh phần thân xe của chiếc Camry 2.5Q màu đỏ model năm 2020 được nhập khẩu từ Thái Lan. Nổi bật nhất sẽ đến từ chiếc la răng lên đến 18 inch trên phiên bản 2.5. Lốp là sử dụng là lốp Bridgestone. Với cái thông số là như thế nào? Thông số thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rất nhanh luôn. Lốp là 235/45R18. 235, cái bề rộng ngang này lên tận 235mm. Cực kỳ là rộng luôn. Lốp 45 bám đường rồi đúng không? Chạy tốc độ cao đấy ạ. Riêng đến bám đến 45 thì chạy tốc độ cao tuyệt vời luôn. Cũng như la răng 18 inch, cực kỳ là thể thao mà nổi khối. Rồi chúng ta có một cái điểm rất hay nữa là gì? Trên phần gương này, phần gương này nhá, thì nhà sản xuất tích hợp là hệ thống đó chính là đèn LED, hệ thống cụp gương tự động, cụp gương tự động luôn, khóa cửa gương tự cụp vào và kết hợp thêm cả cảm biến cảnh báo điểm mù được trang bị ở trên gương luôn. Rồi cái phần tìm hiểu về các chi tiết xe thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đây đó chính là phần viền mạ inox tích hợp theo xe luôn của phiên bản màu đỏ cũng như các màu sắc khác. Tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Cả hai bên xe đã được trang bị luôn là khách hàng của tôi đặt mua thêm một gói dàn phim cao cấp chính hãng. Anh chị có thể nhìn thấy từ phía trên màu đen của cửa sổ nóc kia. Cái cụm đèn hậu thì sao? Nó được vuốt sang hai bên này, được vuốt lên đến cái phần hông này, trông rất sang luôn. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau được trang bị theo xe luôn.
logo 2.5 kết hợp với chữ Camry nổi khối mạ chrome ở phía sau, hệ thống cả hệ thống camera lùi, và anh khách của tôi còn đặt mua thêm cả cái camera hành trình tích hợp ở phía sau, rất tuyệt vời. Ok, còn phần tiết kiệm nhiên liệu, xin mời máy quay di chuyển sang đây để chúng ta thấy được giá trị. Trước khi sang phần tiết kiệm nhiên liệu, ban hiệu hội có giới thiệu thêm xe được trang bị cái anten đài FM được tích hợp ở trên kính luôn. Nói vui mà không bao giờ còn lo mất anten nữa luôn đúng không? Tích hợp trên kính luôn rồi, yên tâm rồi đúng không? Khả năng tiết kiệm nhiên liệu, xin mời máy quay. Hãy nhìn thấy chi tiết ở đây. Chỉ có 5,4 lít cho đường trường cũng như là 7,56 lít là trung bình. Rồi, đứng tại chỗ mới có 11 lít đúng không? Trong phố rất rất tuyệt vời, thân xe đây nổi khối. Còn bây giờ chúng ta sẽ ngắm lại phần đầu xe trước khi đến với phần tổng chi phí lăn bánh cho cả hai model 2.0, 2.5 và chương trình khuyến mại. Xin mời các anh chị Hà. Vâng, và để sở hữu chiếc Camry nhất là màu đỏ này trên tay để đứng chụp ảnh, sở hữu chiếc Camry model năm 2020 cả phiên bản 2.0 lẫn như phiên bản 2.5, đặc biệt nhất là ở trong clip này chúng ta sẽ ngắm nhìn cái màu đỏ, có giá niêm yết cho cả hai phiên bản từ 1,029 triệu đồng đến 1,235 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Chúng ta sẽ đến ngay với phần khuyến mại. Ở phần khuyến mại thì chúng ta khi mà đặt mua xe trong những ngày đầu tháng 11 năm 2020 này để đón Tết, chúng ta sẽ được trừ ngay trực tiếp vào giá bán lên đến 230 triệu đồng, con số lại còn có thể hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng các phụ kiện tùy chọn chính hãng cao cấp nữa. Để biết thêm chương trình chi tiết cho cả hai phiên bản này, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến tổng chi phí lăn bánh cho từng tỉnh, thành phố Hà Nội cũng như là Sài Gòn ngay sau đây. Camry thì được nhập khẩu nguyên chiếc rồi, chắc chắn rồi. Thuế ở một tỉnh đang áp dụng là 10% cho một chiếc xe nhập khẩu. Thì ví dụ như một chiếc Camry 2.0 nhá, thì một chiếc Camry mà 2.0 lăn bánh ở tỉnh đâu đó 2.0 ấy 1,136 triệu đồng là xe đã lăn bánh rồi. Nếu ở thành phố Hà Nội thì chúng ta sẽ khoảng 1,175 triệu đồng. Còn phiên bản 2.5 bên cạnh Văn Hội lăn bánh ở tỉnh sẽ là bao nhiêu tiền? Nếu mà bản 2.5 lăn bánh ở tỉnh thì sẽ là 1,363 triệu đồng, chưa trừ khuyến mại nhá. Cũng như là phiên bản 2.5 ở thành phố Hà Nội khoảng 1,406 triệu đồng, cũng chưa trừ khuyến mại. Nếu mà trừ rồi, và ngoài ra nếu còn một cái tỉnh nữa là thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ vui lòng trừ đi là khoảng 12 triệu đồng cho từng model. Văn Hội sẽ show lên trên màn hình để anh chị có thể nhìn thấy được. Còn chưa trừ khuyến mại, nếu mà trừ khuyến mại rồi thì chiếc Camry ở thành phố Hà Nội bản 2.5 này cũng chỉ còn hơn 1,3 triệu, cũng như là ở tỉnh cũng chỉ nhỉnh hơn 1,3 triệu mà thôi. Cho tất cả các vùng miền, cho 2.5 cũng như 2.0 cũng chỉ khoảng hơn 1,1 triệu một chút xíu mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành ra khoảng đi 1 phút đi để ngắm lại một lần nữa cái màu đỏ nào. Anh máy quay nào, quay tổng quan để quý anh chị khách hàng của tôi có thể ngắm được tổng quan màu đỏ. Đây là màu đỏ trực diện, ngắm chi tiết luôn, ngắm tổng quan từ đầu xe đến thân xe đến đuôi xe lại một lần nữa. Anh máy quay sẽ quay lùi ra hơn. Đó, anh chị có thể nhìn thấy chi tiết màu đỏ nhá, cực kỳ là nổi khối của chiếc Camry model năm 2020 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cực kỳ là sang trọng, nổi khối và bề thế phân khúc hạng D. Ok, rất tuyệt vời. Vừa rồi đó chính là hình ảnh chi tiết cũng như là cập nhật bảng giá mới nhất của chiếc Camry model năm 2020. Mà đặc biệt nhất đó chính là trong clip này, đó là hình ảnh chi tiết của cái màu đỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời quý khách hàng hãy liên hệ ngay ở số hotline phía bên dưới, cũng như bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để Văn Hội có động lực ra thật nhiều clip hay nữa. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại quý chị khách hàng ở những clip tiếp theo. Xin chào!